thường thường mọi người nghĩ là em chơi đồ á, nhưng mà thật ra em không chơi đồ. Chị em chơi gì? Ngày hôm nay thì mình có cái gì mới để cho mọi người coi không? Đây, trước tiên là Nike Fuel Gut. Đó, móc màu Portico Beige. Là hôm trước là mình xài cái màu đó là màu gì ta? Màu xám. Màu xám là gray theo kiểu gray á. À, còn màu này là màu tan. Tan, đó, màu beige chứ không phải màu tan. Beige hả? Beige. Thật ra màu beige thì màu tan thì nó sẽ đậm hơn là màu beige. Màu beige thì sao? Nó xíu nhẹ nhàng hơn ha. Màu này dễ thương quá ha. Dạ, đúng rồi. Mà như cái màu áo của em cũng hơi giống cái màu dài này ha. À không, khác. Anh nhìn lộn rồi, anh bị mù màu mà. Xém tí nữa anh tặng cho em rồi. Yeah. Rồi mình có. Cái này cũng rẻ mà anh. Có 2 triệu 9 à. Cái gì? Collab có bán 2 triệu 9 thôi. 2 triệu 9 thôi. Trời ơi, bản collab 2 triệu 9. Đây có nhiều size này đúng không? Rất nhiều size. Rồi. 7 cho tới 10 luôn. Ờ. Đúng rồi, size 7 cho tới 10 luôn. Rồi, trời cái hộp nhìn đẹp quá ha. Ừ, hộp màu hồng. Rồi, hộp chất bao nhiêu, 2 triệu mấy? 2 triệu 9. 2 triệu 9, ok, next. Nike Air Force 1 Type. Thì ở trên thì nó giống như là lắp đế lên đây vậy. Ừ. Đó, thấy không? Có miếng nhựa ở đây, nhìn chắc chắn hơn. Có miếng strap ở dưới này. Lưỡi gà thì nó cũng khác, nó êm hơn. Đó. Mà cái này không biết là chắc nếu gì nó có nặng hơn đâu bình thường không? Em thấy sao? Không, em thấy nhẹ hơn á, tại vì ngay khúc này nè, nó giảm đi cái lượng da nè. Tức là về cơ bản là nhiều điểm thiết kế hơn. Đúng rồi. Nhưng mà cuối cùng lại nhẹ hơn. Nhẹ hơn. Mà nhìn tương lai hơn nữa đúng không? Nó mạnh mẽ, tương lai hơn. Yeah. Đôi này bao nhiêu biết không? Dạ, đôi này là 3 triệu 3. Ừ, tại nó còn mắc hơn một đôi collab Fuel God. Đúng rồi. Mà mắc hơn cũng có 400 ngàn à. Ok. Cũng được đôi này kìa, đúng không? Đấy. Ở đây thì đôi này mới nè, mới năm trước. Mới 2 năm trước. Mới 2 năm trước à. Ờ, nhưng mà hiện tại là phải mua thôi. Nãy giờ dép dài nhiều ha. Ừ. Giờ phải có gì nó mới mang được chúng đó là vớ. À. Đó, đây. Vớ thì cũng không phải vớ bình thường nữa. À. Vớ đặc biệt luôn á. Vớ mà đủ màu luôn á. Wow. Màu gì cũng có. Đó. Ồ. Coi ra những cái bán sạp mà chợ vô phải không? Mãi vô. 5.000 một đôi. Ừ, 5.000 đôi. Ừ, mày tự bù lỗ nha, À, vớ này là vớ sản phẩm của cây nhà lá vườn của Gila đúng không? Dạ đúng rồi. À rồi, ok, sẵn giới thiệu một lượt luôn nè. Này là do một nhà thiết kế hàng đầu của công ty Glass đúng không? Hàng đầu của công ty Glass luôn á, là anh Huỳnh Quốc Anh, anh Đen Vâu á. Anh không, Đen Virau. Đen Virau đúng rồi. Ok, bài phiên bản rep 1-1 á. Đó, thì có cổ cao, cổ hơn mắt cá tí. Ừ. Mà màu xanh, màu hồng. Nhưng mà cho anh hỏi là bây giờ dù như khách mà đặt đôi này rồi. Dạ. Thì Quốc Anh không làm lại được đôi này nữa đúng không? Tại vì mỗi lần làm. Dạ đúng rồi, mỗi lần là ảnh có hứng ảnh mới làm, không có hứng thì thôi. Mà làm là khác nhau hoàn toàn đúng không? Đúng rồi. Nên thành ra mỗi đôi giới là 1-1 hết đúng không? Dạ đúng rồi. Rồi. Đó, màu này ombre đồ ha. Đẹp đó, ha. Đó, ombre đồ. Ồ, dễ thương. Đó, từ tím cho tới xanh. À. Này cũng lạ. Hai mẫu này giống nhau nhưng mà cùng một kiểu thai nhưng mà màu là khác nhau ha. Màu khác nhau. Để chú xíu hỏi của anh coi từ sao nó làm mấy cái màu này. Hai cây kia bé tưới sao chứ queo không à. Thằng Ben nó tưới là lúc đó nó tưới nó không có tưới cái cây. Nó đang bị vô đồ thành ra nó nhìn nó đợi tới tưởng nó tưới cây thật ra nó đang tưới đầu nó hiểu không? Còn cái dưới này là đặt phải kêu thằng Ben này hả quét 5 lần mới sạch. Sao 7 lần luôn đi, thằng Ben nó làm 7 lần là 7 ngày. Em quét lần đầu tiên em thấy nó sạch. Sao em đi ra cái video nó dơ tiếp. Và không phải lỗi của em đúng không Ben? Thì em cố gắng hết sức rồi nhưng mà nó dơ tiếp. Mà sau cái em... Cái này đúng không? Cái này nó có 3 phần. Cái lần đầu tiên nó quét phần này sạch. Cái phần này nó chừa. Cái lần thứ 2 em ra em kêu nó quét phần này sạch. Còn trong kia nó chừa. Đó, cái lần thứ 3 nó mới sạch. Vậy là mày phải nói nó quét hết cái khu này mới được. Mình nói đó là mày dọn cho sạch cho tao, mày không sạch tao bắt mày liếm. Không, nhưng mà vấn đề là hỏi thiệt nha, làm cách nào để cho con bé nó tỉnh lại như người bình thường hả Đạt? Chắc phải cho nó chơi đồ à. Chơi kiểu mà chơi hết nước, hết nấc luôn để nó ối ra rồi mới tỉnh lại đúng không? Thường thường mọi người nghĩ là em chơi đồ á. Ừ. Nhưng mà ra em không chơi đồ. Chị em chơi gì? Em là đồ.
Vậy thì mày ra chơi nó đi cả. Cảnh giác tối cao của chơi đồ là mình trở thành đồ. Ví dụ như sau khi em cảm giác em tăng lương là em thấy mọi thứ rất là bình thường đúng không? Tại vì cái đó là em cực kỳ xứng đáng với chuyện đó đúng không đâu? Đâu thể nào mà không tăng lương cho em được đúng không đâu? Cái này là Nam nói vậy không nói. Nó là hoàn toàn xứng đáng đúng không Vinh? Hoàn toàn xứng đáng đúng không Vinh? Thì đây là một đôi giày đã được dán sole. Ok. Nhưng vì một cái lý do nào đó hay là vì chất lượng dán sole thì hiện tại thì nó đã bị tòe ra như vậy. Nhưng mà em có để ý là cái màu son này, hai này nó không ăn nhập đúng đôi rồi, giày em gì em không đẹp không? Nó làm cho cái đôi giày nó bị rẻ tiền á. Thì em mới nói với anh Đạt là bây giờ mình có thể nào mình gỡ cái này hay không? Thì với cương vị là một người chụp hình thì cứ chụp hình mà cái này nó cứ tòe ra gì thì em không có chấp nhận được. Nhưng mà tại vì khách chứ gỡ vậy nên để vậy đúng không? Thì thí dụ như mà một người nào đó người ta mua, ví dụ mà người ta quyết định mua người ta sẽ gỡ cái này ra. Thôi giờ mình cứ để đi, nhưng mà ồ cái này gỡ nó có bị keo không vậy ta? Em không biết, đừng anh. Nhưng mà hiện tại đâu ai chấp nhận mang một cái đôi giày mà chỗ này mà nó tè ra vậy. Cái gì mà nó tè nhiều quá, không tốt. Đúng rồi, cái gì mà tè là đều không tốt hết đúng không em? Phải kít lại. Phải kít nó mới ok ha, vậy ha. Bây giờ theo một thống kê là tới 40% những người coi video mình là không nhấn like, không nhấn comment và không nhấn subscribe. Quay chưa vậy? Hả? Quay chưa. Chưa. Rồi bắt đầu, chuẩn bị. Rồi, 2, 3, quay. Nếu các bạn thấy video clip của Dạy TV vui hay ý nghĩa thì mấy bạn hãy để lại một like và một comment bên dưới nha. Và bạn muốn cái clip tiếp theo, cái video tiếp theo tụi mình quay là cái gì thì cũng để lại comment bên dưới luôn nha. Chào các bạn. À đừng quên là Chilab đang có chương trình sale tóc hành. Cái này không nằm trong chương trình. Mình ăn ké cái xíu được không?